Dạ rồi, hello, xin chào anh em nha. Xin chào anh em trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi anh em ha. Rồi, lên tiếp tục phục vụ cho anh em về bơm nước hàng nội địa Nhật nha anh em. Giá là chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Đó, anh em mình mua hàng thì chịu phí vận chuyển giùm em nha. Giá hôm nay trên mấy con máy này là giá đã bao ship nha anh em ha. Giá đã bao ship rồi. Rồi, anh em mua thì liên hệ em qua số điện thoại hoặc là Zalo em. Số 0815072225 ha. Đó, số điện thoại thì có ghi dưới phần tiêu đề. Đây là mấy con Gobin E15 nha anh em. Đó, máy này là 3 ngựa gử, hỏng hút xả là 60. Rồi, tình trạng từng con em sẽ báo từng con nha. Vô đầu tiên là con Rubin màu vàng số 1 nha. Con này bán em 1.2 triệu ha. 1.2 triệu, giá đã bao ship nha anh em. Tất cả là bao đủ đồ, bao hơi lửa cho anh em. Thì tình trạng sau em nêu rõ trên từng con máy nha. Rồi, con này thì bơm hút xả là 60 nha anh em. 60 ha. Đó, 60. Con này đây, con này bình xăng lớn còn đẹp nha. Đây, đó, nó còn nước, còn xăng ở trong luôn anh em. Rồi, đó, bao hơi lửa nha. Ngoại hình khá nha anh em, bao đủ, bô lửa, bô he đầy đủ nha. Đó, máy nguyên zin. Rồi, con số 1, Gwin màu vàng số 1, 1.2 triệu. Đây, con này cũng 1.2 triệu luôn nha. Đó, đây, cũng còn xăng luôn anh em. Tình trạng là máy bao hơi lửa ha. Xăng đẹp. Nắp xăng hơi xét nha. Hỏng cũng, hỏng hút xả cũng 60 luôn nha. Mua về đây. Đó, máy nha, mới xịt rửa nước sơ, chưa có vệ sinh kỹ anh em ha. Đó. Con số 2 cũng là 1.2 triệu luôn. Rồi, con này bán cho anh em là 1 triệu ha. Để cho anh em mình khắc phục ha. Con này dịp sao mà nó đứng anh em ha. Cứng nha. Nhưng mà mình xăng đẹp. Xăng lớn nè, trắng tư anh em. Rồi. Thiếu nắp e. Máy bây giờ em không có thiếu nắp e ha. Đó, khung đẹp, máy sạch nha anh em. Nè. Bát ra còn vàng kìa, con này 1 triệu ha. Cho dìm lấy phụ tùng. Thiếu nút nha. Bơm hỏng hút xả cũng 60 luôn nha. Chạng là đứng nên cứng nha. Dựng cứng nha. Rồi, 1 triệu.